Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ủa mà sao nó không mời các cháu làm cơ trưởng mà cứ mời chú là cơ trưởng là làm sao nhỉ? Chú đã bảo là chú không có biết lái máy bay mà chú nó cứ bảo là làm cơ trưởng là làm sao nó ghi là đang bạn đang là cơ trưởng này. Ủa không có ai cháu ạ? Bởi vì lúc nãy nó đông quá rồi bây giờ chúng nó lại không nhảy nữa. Ở đây thì thung lũng ngày hôm nay thì không có ai cả nên là mấy đứa cứ lượm đồ ok nhá. Bởi vì là chú cũng đâu có thấy đứa nào đâu. Nó trống trơn à? Đồ nó cũng nghèo nữa các cháu ạ. Chú là chú lượm được có mỗi cái khẩu M14 thôi à? Ủa sao cháu bơi chú nghe này? Cái bạn gì đó, bạn Jim Jim gì đó. Ủa cái này nó gọi là Zendy Air cháu ạ, không phải Jim. Đạn nè. Úi giời ơi, sao mà nó vắng thế nhỉ, có thấy ai đâu. Nó không đông vui như hôm nay là chúng nó chạy cả rồi, chúng nó không có ở thung lũng cháu ạ. Thế bây giờ là mình qua cái chỗ đấy hả cháu ơi? Ok, để chú chạy qua nào. Cho nên nhiều máu lắm chú ơi. Ủa thế nữa hả? Chú mới có một túi máu thôi này. Đâu, chú có thấy cái gì đâu? Chú ở sau cái chưa thấy đó. Gì cả. Ở sau nè, ở... Ủa thôi kệ đi cháu ơi. Bây giờ mình có tốn máu đâu mà mình lượm máu làm chi? Đây để chú lượm túi máu này xong rồi nhá. Bò chú bò giật. Đây này chú nè. Ủa sao cháu ơi, chú nghe này. Cái gì cơ? Bò chú giật trên kia. Ủa thôi cũng kệ mà, bây giờ là mới đầu trận thôi, bò nó chưa thu đâu. Chú nó còn chạy chán chê cơ cháu ạ. Chú lấy một P40 không? Chú lấy một P40 không à? Cháu dùng sụp gắn thôi. Ủa thế đây, cháu vứt qua đây rồi chú xài cho. Ok chú cảm ơn nhá. Ủa giống nhà cháu nào đang mở cải lương thế? Chú chả biết nữa, nhà cháu nào đang mở cải lương hay sao ấy, chú lại cứ nghe thấy tiếng người hát là thế nào nhỉ? Nhà cháu ấy ạ. Ủa chú đùa thôi, cái nhạc này đâu phải nhạc cải lương đâu, nhạc vàng thôi à. Bố mẹ cháu nghe, cháu ghét nghe nhạc này lắm. Ủa nhưng mà cháu ơi, gần 11 giờ đêm rồi còn mở thì không cho hàng xóm ngủ à cháu? Cháu không biết, bố cháu cứ mở đó. Bây giờ là 11 giờ đêm rồi mở cái nhạc đấy làm sao mà hàng xóm người ta ngủ được hả cháu ơi? Chắc là người ta cũng quen rồi. Người ta bảo là bố cháu ngày nào chả mở mà vẫn ngủ ngon đúng không nhỉ?
Ủa ngày hôm nay là cái trận này chú chạy là không có thấy ai luôn này. Ủa thế lên cổng chờ đi cháu ơi. Vắng quá. Nãy giờ chú cháu bắn mấy trận là cũng như vậy à, cũng không thấy ai hết. Không phải đâu, chú nó đang ngồi nhà cả đấy cháu ạ. Chạy lên đây là có người liền. Ủa sao cháu ơi chú nghe này, trên này chú vẫn chưa thấy ai cả đâu. Cháu sợ khu cổng trời đó. Ủa làm sao mà sợ cháu ơi, mình đang còn nguyên cả 4 người làm sao mà phải sợ chúng nó. Đứng trước mặt luôn, còn tăng giáp luôn rồi thôi. FVD cháu ạ. Bên này cháu ơi, có hai đứa này. Mấy đứa chạy cẩn thận không là bị chúng nó bắn cho đi nhá. Chúng nó ở nhà biệt thự hay sao đấy cháu ạ? Cái nhà hướng NE đấy cháu ơi. Để chú xem chú chạy nó gần gần một tí coi nào. Chú thử đáp quả liệu lên chú nhử mồi xem. Ở đây có ai không? Chú nó ở nhà biệt thự đấy cháu ơi, nhà gà không có ai đâu. Úi dồi ôi, nó móc lốc chú này. Úi cái thằng này nó móc lốc chú này, nó mất dạy. Thế còn một đứa nữa đâu? Chú thấy nãy là có hai đứa cơ mà. Nó biết chú chạy qua, nó chạy qua nó móc lốc chú cháu à. Thằng mất dạy này. Quả thế cháu không xài bom keo hả? Lại cứ đưa bom keo cho chú là làm sao? Chú cũng đâu có biết xài đâu cháu ơi. Ở đây hết người rồi cháu ạ. Ủa thế cứ chạy mãi là thấy được có một đứa thôi à, đâu có thấy ai nữa đâu. Nãy giờ chạy vô mấy cái chỗ đông đông cũng không thấy ai hết. Chú cũng chẳng biết nữa luôn. Trời ơi xét quá trời luôn. Này nhờ xác lên là bây giờ có thấy ai đâu cháu ơi. Kiểu chúng nó hạ nhau cả rồi, mình đến chậm rồi. Đấy, cháu ạ. Nghĩa địa thứ hai này chú. Ủa cái gì đấy cháu, xin cái gì thì nói, tại sao lại bắn chú vậy? Tự nhiên là chạy đến cầm cái khẩu spaz dí đít chú là làm sao hả cháu ơi? Ấn nhầm. Ấn nhầm thôi à? Ờ. Ở dưới này chú cũng chưa thấy ai luôn này. Ủa thế này là thế nào ta? Ôi ôi. Chết rồi cháu ạ, à, chú nhân lộn cái nút đu dây thôi à. Hay là để chú đu xuống dưới coi. Chứ ở trên này cũng có ai đâu. Cả cái khu này không có ai luôn cháu ạ. À. Chú đu chú nhìn này mà không thấy ai luôn này. Còn có 17 người rồi chú à. Ủa thế này mình đào đâu ra người hả cháu ơi? Cứ chạy hoài như thế này mà có thấy ai đâu. Lấy xe chú ơi, kiếm xe đi. Kiếm xe. Ủa kiếm xe nữa hả? Từ từ để chú kiếm coi nào. Đi 4 người thì chỉ có Monster Truck thôi à. Ủa số 3 ơi, cháu bị lag hả cháu ơi? Dạ có đâu. Đấy thế cháu chạy qua đây, cháu đu dây qua đây. Bây giờ là cả đội đang ở dưới cả rồi. Chạy lẹ thế. Đu từ từ thôi cho cháu đu nữa. Ủa cái đấy đu là dây nó đu chứ chú đâu có đu là làm sao mà từ từ được hả cháu, nó có cho dừng lại đâu. Chú nhảy lên cái là nó cứ trượt trượt thôi à.
Không có ai luôn cháu ạ. Chú có mệt mỏi không nhỉ? Để cháu đi kiếm xe. Kiếm xe chúng nó nghe thấy tiếng chúng nó còn bắn xe chứ chạy bộ như thế này thì có đứa nào thấy đâu mà nó bắn chứ lại. Úi giời ôi là úi giời ôi. Ở đây có một đứa này cháu này. Đây này. Đây này cháu ơi. Nó chạy này. Làm sao? Nó chạy này cháu này. Bên hông cũng có một đứa luôn nha cháu ơi. Từ từ để chú lượm đồ cái đã nào. Để chú coi xem nào. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi cháu ơi. Đây chú hạ một đứa ở đây rồi. Xong rồi cháu ạ. Mấy cái thằng này nó cứ đòi ăn thịt chú nhỉ. Chú có thơm như đường tăng đâu mà chúng nó cứ đòi ăn thịt là làm sao? Con là ngộ không nè. Thịt chú nó hôi mũi nó còn không thèm đốt cơ mà cái bọn này nó cứ ăn thịt chú là làm sao? Ở đây nhiều máu lắm này. Chú lượm tận 11 túi luôn cơ. Thế cứ chạy vào trong đi xong rồi tí chú chia máu cho. Nãy là chú lượm hơi quá đâm ra là lượm hẳn 11 túi. Đây các cháu ơi chạy nhanh vào bo xong là chú chia máu cho chứ chú thừa mà. Đây các cháu ơi máu này. Cháu nó thiếu máu thì cứ qua đây mà lượm này. Ủa chắc hai cháu kia nhiều máu là không có cần lượm máu nữa hả? Đúng rồi chú ơi. Hả? Thôi mẹ để đây nè. Để trên cửa sổ nè. Và bo đi cháu ơi, bởi vì là cái bo này nó thu nhanh đấy. Cứ vào đi xong rồi chạy đi đâu thì chạy. Thế này là chỉ còn lại có 2 đội nữa thôi. Úi giời ơi. Thế ai chưa cháu ơi? Chú cũng chưa thấy luôn cháu ạ. Chúng nó lại trốn cả rồi. Ủa chơi game này là cái game bắn nhau đâu có phải là game trốn tìm đâu mà chúng nó cứ trốn là làm sao? Đau đầu thật cháu ạ. Đã bảo quay lại. Ở cái phía 195 có 2 đứa nha cháu ơi đang chạy vào này. Ngay cái khu nhà đằng sau này cháu này. Quay lại. Ủa nó bắn chú hay sao à? Cẩn thận nha cháu ơi. Chú nó thấy mình đang chạy lên rồi cháu ạ. Cứ đứng ở trong để chờ nó vào đi. Đây tí chú nó chạy vào giờ ấy mà. Kìa kìa nó đang chạy này. Nó dựng bom keo lên rồi. Nó không thèm chạy vào luôn cháu ạ. Thôi kệ đi, bo này nó thu nhanh mà. Đứa nào không chạy thì thôi kệ chúng nó. Thằng đó chết bo rồi. Đúng rồi, chứ nó không chạy vào được đâu. Thấy chưa, nó vừa bị hạ rồi này. Cháu bắn nó yếu quá rồi. Ok luôn cháu ơi. Còn 6 thằng nữa. 2 độ nữa cháu ạ. Trên này thì không có đâu. Chúng nó chỉ có ở dưới thôi. Úi dồi ôi, mấy đứa đã bị hạ cả rồi. Mấy cái thằng này nó chơi nhây bo cháu ạ. Thế này là còn một đội 4 thằng nữa cơ. Để... trước mặt mình có à. Đây rồi một đứa đang chạy. 30 nha cháu ơi, nó đang chạy này, nó ra sau tảng đá rồi à. Cháu thấy rồi. Chú cũng thấy rồi cháu ơi, nhưng mà nó đang đứng sau tảng đá này là chú đâu có bắn được đâu. Cứ chờ nó đi cháu ạ, tí nó chạy vào liền ấy mà. Nó
Nó thấy bốn đứa ở ngay trong này nó cũng khiếp mà nó đâu có dám chạy vào trước đâu. Hay nó lại chết bo thì cũng mệt nữa cháu ạ. Solo rủ nó trên đồi. Kìa. Trên đồi nữa hả? Từ. Để chú xem chú hạ thằng này cái đã ăn. Nhanh cứu cháu ơi. Thằng đó lớn ngay gốc cây luôn nha. Đây quân máu đi cháu số 1 ơi. Tảng đá 285 nữa hả cháu ơi, hay tảng đá bao nhiêu để chú coi nào. Hướng 285. 285 tảng đá đấy hả? À được rồi. Cái tảng đá to đùng đấy không cháu ơi? Ở bên dưới không biết là có người nữa hay không cháu ạ. À chú thấy rồi, có một đứa nó chạy này. Nó chạy này cháu ơi. Chú hạ nó rồi. Có thằng nào nữa cháu nhỉ? Thằng đấy nó đi có một mình thôi cháu ơi. Cẩn thận phía dưới nha. Đá sau lưng mình. Phía dưới này cẩn thận nha cháu ơi. Một đứa nha. Ở cái phía NE sau tảng đá có một đứa này. Sau đá nhỏ này này, một đứa cháu ơi. Ok, phía sau chú nữa. Cover. Đã chết rồi chú ơi. Quá tuyệt luôn cháu ạ. Top 1 luôn cháu ơi. Úi dồi ôi, thế top 1 nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.